Các bạn thân mến, trong những món ngâm mắm ngon thì không thể không nhắc đến tai heo ngâm mắm chua ngọt. Đặc biệt, tai heo nó có cái độ giòn cho nên khi ăn thì không hề có cảm giác bị ngán. Khi mà làm tai heo ngâm mắm thì ngoài cái bước sơ chế tai heo sao cho sạch này, cho thơm thì cái tỷ lệ pha nước mắm có vị chua cay mặn ngọt hòa quyện là rất quan trọng. Nguyên liệu để làm tai heo ngâm mắm thì mình đã chuẩn bị gồm có 3 tai heo, khối lượng thì nó nhỉnh hơn 500g một chút. Mình sẽ ngâm tai heo cùng với một ít tỏi, ở đây là mình sử dụng tỏi cô đơn. Các bạn có thể thay bằng tép tỏi nhỏ bình thường nhé. Cùng với đó là một ít củ hành tím khô và ớt thì ở đây mình dùng là ớt xiêm, ớt sừng và ớt cay. Bạn nào mà không ăn được cay thì mình dùng 1 đến 2 quả thôi ạ. Ngoài ra thì còn có tiêu xanh, vài nhánh hoa hồi, thảo quả và quế để tăng hương vị cho món ngâm. Muối hạt và rượu gừng thì mình dùng để sơ chế để làm sạch tai heo. Còn gừng, sả để luộc tai heo cho thơm và mình sẽ dùng thêm một quả chanh để lát nữa khi mà ngâm tai heo sau khi luộc ạ. Gia vị làm tai heo ngâm mắm thì mình chuẩn bị gồm có nước mắm, giấm và đường. Tùy vào khẩu vị mà bạn có thể lựa chọn cái nguyên liệu khi mà làm tai heo ngâm mắm. Ví dụ như nếu mà thích cái vị truyền thống thì các bạn chỉ cần ngâm tai heo với nước mắm, đường, một ít tỏi ớt. Còn nếu mà thích có nhiều hương vị thì các bạn có thể sử dụng thêm tiêu xanh, này, quế, hoa hồi, thảo quả, thêm cà rốt hay là rau tiến vua nữa. Bây giờ thì mình sẽ sơ chế nguyên liệu. Tai heo thì mình sẽ cạo thật sạch lông ở bề mặt tai và đặc biệt là mình sẽ cạo sạch các cái cặn bẩn ở kẽ nhỏ của tai. Sau đó thì mình sẽ dùng muối hạt và rượu gừng để làm sạch và khử mùi hôi của tai heo. Mình sẽ bóp kỹ và sau đó rửa sạch lại. Để làm tai heo ngâm mắm nó không bị váng thì các bạn nên cắt sát cái cuống tai và lạng hết những phần mỡ thừa đi. Cái phần thịt và mỡ ở dưới cuống tai thì các bạn đừng bỏ đi nhé. Mình có thể để riêng ra dùng để kho cá, này, rang thịt hay là nấu thịt đông cũng rất ngon đấy ạ. Tai heo ngâm mắm thì sau khi sơ chế sạch sẽ rồi các bạn có thể để nguyên quả tai hoặc là dùng dây chỉ cuộn lại giống như khi mà mình làm bắp bò ngâm mắm hay là làm thịt heo ngâm nước mắm. Để khi thái ra thì cái tai heo nó cuốn lại thành từng vòng trông rất đẹp mắt. Ở đây thì khi mua tai thì mình đã xin người bán một ít chỉ rồi, mình sẽ bó cuộn lại ạ. Các bạn có thể cuốn dọc tai hoặc là cuốn ngang và mình cuốn chặt tay một chút, sau đó mình sẽ buộc chỉ để định hình lại. Tiếp đến thì mình sẽ đem tai heo trần qua cho sạch. Mình sẽ nấu một nồi nước này và cho vào đó một thìa canh muối hạt, một nhánh sả và vài lát gừng đập dập để khử mùi hôi của tai heo. Khi nước sôi, mình sẽ cho tai heo vào để trần qua trong 1 đến 2 phút. Sau đó thì mình sẽ vớt tai ra, bóc muối hạt lại và sẽ xả lại nước và rửa thật sạch. Sau khi đã trần rửa tai sạch sẽ rồi thì mình sẽ cho tai heo vào nồi, đổ nước vào để luộc. Để luộc tai heo được thơm thì bạn nhớ cho thêm vài lát hành khô này, vài lát gừng và một nhánh sả đập dập vào để luộc cùng nhé. Khi nước sôi thì mình hạ nhỏ lửa xuống để sôi liu riu. Thời gian luộc tai heo chín thì tính từ lúc mà nước sôi thì trung bình nó rơi vào khoảng tầm 10 phút thôi. Nếu tai to và cuộn dày thì các bạn có thể luộc thêm 2 phút nữa nhé. Sau khi tai chín thì mình vớt tai ra và ngâm vào cái tô nước lọc đá có vắt thêm một ít nước cốt chanh. Đá và chanh thì nó sẽ giúp cho tai heo giòn và trắng hơn. Lúc ngâm thì bạn nên miết kỹ tai để cho tai nó không bị dính mỡ. Cắt chỉ buộc và cuối cùng mình rửa lại tai bằng nước lọc nhiều lần để cho tai nó thật sạch. Sau đó thì sẽ để ráo nước nha. Đối với các cái loại nguyên liệu để ngâm cùng với tai heo thì bạn nên rửa sạch, ngâm với nước muối rồi để ráo. Ví dụ như là quế, thảo quả, hoa hồi và tiêu xanh. Những cái thảo mộc như hoa hồi, thảo quả và quế thì có cái mùi nó khá nồng. Nên là mỗi thứ các bạn chỉ cần dùng một ít thôi. Tránh dùng nhiều nó sẽ bị nồng mùi quá và át đi cái vị thơm ngọt của nước mắm và tai heo. Tỏi thì sau khi bóc vỏ mình sẽ thái lát mỏng. Hành tím khô thì củ bé cho nên là sau khi bóc vỏ mình rửa sạch và giữ nguyên củ như thế này. Những nguyên liệu này sau khi ngâm thì có thể ăn luôn kèm với tai heo, rất bùi và giòn ngon đấy ạ. Ớt thì các bạn có thể đập dập, cắt khúc hoặc là cắt lát chéo. Như ở đây thì ớt xiêm bé nên là mình sẽ giữ nguyên. Còn ớt sừng và ớt cay, quả nào to thì mình sẽ cắt lát chéo. Tiêu xanh thì sau khi ngâm muối, rửa sạch lại thì mình sẽ cắt những cái cuống thâm đi. Và có thể tách ngắn nhánh nếu như là cái nhánh tiêu xanh này nó quá dài.
Tiêu xanh và ớt xiêm thì các bạn có thể tìm mua ở các cái sạp rau lớn và các cửa hàng mà chuyên bán cái đồ nông sản ấy ạ. Nếu mà không có tiêu xanh thì các bạn thay bằng tiêu sọ hoặc tiêu hạt, nhưng mà nhớ rang lên cho thơm nhé. Sau khi các nguyên liệu đã sơ chế xong thì mình sẽ nấu nước mắm ngâm. Nước mắm ngâm này thì trong lúc luộc tai heo các bạn có thể tranh thủ để nấu luôn, bởi vì nó cần thời gian để nguội nữa. Và làm như vậy thì nó sẽ giúp bạn đỡ tốn thời gian hơn khi mà chế biến món ăn này. Với hơn 500g tai heo như trên thì để đảm bảo tai heo nó luôn ngập trong nước mắm ngâm, mình sẽ pha 300ml nước mắm, khoảng 400ml nước lọc, 200ml giấm và 200g đường. Đây là theo tỷ lệ 1,5 mắm, 2 nước, 1 giấm và 1 đường. Công thức này các bạn có thể áp dụng cho những món như là bắp bò ngâm mắm, thịt chân sò ngâm mắm thì nó có cái vị chua cay mặn ngọt vừa phải. Tuy nhiên khi mà pha, các bạn vẫn phải chủ động điều chỉnh sao cho phù hợp nhé, bởi vì nó còn phụ thuộc vào cái độ đậm của từng loại nước mắm hay là độ chua của từng loại giấm nữa ạ. Nếu như mà muốn ăn chua hơn và mắm ngâm được nhanh hơn thì các bạn có thể tăng tỷ lệ giấm và đường lên một chút. Nếu muốn ăn đậm hơn thì các bạn giảm tỷ lệ nước xuống là khoảng 1,75. Ngoài nước mắm chua ngọt như thế này, nếu mà các bạn muốn ngâm mắm thôi thì các bạn dùng tỷ lệ là 1 mắm, 1 đường và 2,5 nước lọc nhé. Ngoài đường trắng, nếu như mà muốn màu nước mắm ngâm được đẹp mắt thì các bạn có thể dùng đường vàng hoặc là đường thốt nốt đều được. Mình sẽ nấu sôi hỗn hợp trên và trước khi tắt bếp, mình sẽ thả hoa hồi, quế, ớt, tỏi và tiêu xanh vào, mình khuấy đều. Làm như vậy thì các nguyên liệu sẽ không dính nước lã, ngâm để được rất lâu mà không bị úng váng. Để hỗn hợp này thật nguội thì mình mới cho vào ngâm cùng với tai heo để cho tai heo nó không bị váng và úng. Hoặc nếu muốn mà ăn tỏi giòn, hoa hồi và quế nó không bị quá đậm mùi và đặc biệt là tiêu xanh nó vẫn giữ được cái màu xanh thì các bạn cho vào khi mà hỗn hợp này nó đã nguội bớt ạ. Khi nước mắm ngâm đã nguội hoàn toàn rồi thì mình sẽ tiến hành để ngâm tai heo. Lọ đựng này thì mình đã rửa sạch và lau khô. Sạch và khô ráo là hai cái điều kiện mà nó giúp cho món tai heo ngâm nước mắm nó không bị úng, nhớt và váng. Nếu cẩn thận hơn thì các bạn có thể tráng qua lọ bằng nước ấm, pha một chút muối rồi lau khô nhé. Mình sẽ xếp tai heo vào lọ, sau đó rải tiêu, ớt, tỏi, hồi, quế xen kẽ xung quanh. Và cuối cùng thì mình sẽ rót nước mắm đường vào. Để tai heo ngâm mắm được ngon, đậm vị thì phải đảm bảo là tai heo nó luôn ngập trong nước mắm ngâm. Các bạn cũng có thể sử dụng vỉ này hoặc là bát đĩa nhỏ để nén tai chìm xuống trong nước mắm. Hoặc cũng có thể là cắt tai heo ra thành những khúc nhỏ để ngâm được dễ hơn nhé. Mình sẽ đậy nắp lọ và để lọ tai heo ngâm mắm ở nơi thoáng mát. Trung bình thì sau một ngày thì tai heo đã ăn được rồi. Và để cho tai heo nó không bị chua quá thì các bạn có thể bảo quản cái hũ tai heo ngâm mắm này vào ngăn mát tủ lạnh, hoặc là vớt riêng cái phần tai ra cho vào hộp để tủ lạnh và dùng dần. Nếu thời tiết lạnh thì các bạn có thể để ở ngoài ăn được trong vòng 6 đến 7 ngày. Còn nếu để trong tủ lạnh thì thời gian sử dụng sẽ được lâu hơn ạ. Khi ăn thì mình sẽ thái tai heo thành những khoanh tròn nhỏ và rắc một ít lá chanh sắt sợi lên trên, ăn kèm cùng với rau sống, dưa chuột. Có thể chấm cùng chính cái nước mắm ngâm để tăng thêm hương vị đậm đà. Hoặc các bạn cũng có thể chuẩn bị thêm một ít nguyên liệu nữa để làm thành món cuốn như là bún, rau sống, chuối, dứa, cà rốt, chấm cùng với mắm nêm cũng rất ngon. Tai heo ngâm mắm chua ngọt như thế này thì ăn rất đưa miệng, giòn ngon, vừa vị và không gây cảm giác bị ngán. Và hy vọng rằng với những gì mà Cúc Béo đã chia sẻ thì bạn sẽ thực hiện thành công món tai heo ngâm mắm và tự tin chiêu đãi người thân, bạn bè vào dịp Tết này nhé. Nếu như thấy video này hữu ích, hãy nhấn like để ủng hộ cho mình và nhấn nút đăng ký để chúng ta lại được gặp nhau trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.